Ngày 31 tháng 8, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao đã triệt phá thành công hai đường dây chuyên mua bán dữ liệu cá nhân SIM rác, tạo và mua bán tài khoản ngân hàng quy mô lớn tại thành phố Đà Nẵng. Trước đó, trưa ngày 28 tháng 8, tại một chung cư ở phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, công an phát hiện 6 đối tượng gồm Nguyễn Văn Hiếu, 30 tuổi, Phan Hoàng Bảo, 20 tuổi, Trần Đức Minh, 17 tuổi, Lê Đức Anh, 18 tuổi, Trần Đình Quân, 17 tuổi, cùng trú tỉnh Thừa Thiên Huế và Trần Văn Bắc, 19 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị, đang thực hiện sử dụng trái phép thông tin căn cước công dân của nhiều người khác để mở tài khoản ngân hàng bằng cách đăng ký online trên mạng Internet để bán kiếm tiền tiêu xài. Công an xác định Hiếu và đồng bọn đã thu lợi bất chính khoảng 2.000 tài khoản ngân hàng của người khác. Cùng ngày, cũng tại chung cư này, công an đã bắt quả tang nhóm 5 đối tượng gồm Phan Văn Luân, 26 tuổi, Nguyễn Văn Hùng, 31 tuổi, Phan Quốc Huy, 17 tuổi, Trần Hải Hưng, 17 tuổi, cùng trú tỉnh Thừa Thiên Huế và Hoàng Trọng Thảo, 26 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị, cũng đang thực hiện hành vi trái phép trên. Đối tượng Phan Văn Luân đã mua của tài khoản có tên Trịnh Văn Sáng khoảng 8.000 dữ liệu thông tin căn cước công dân của người khác, 307 thông tin về tài khoản ngân hàng, trong đó có tối thiểu 52 tài khoản ngân hàng đang còn đăng nhập bằng ứng dụng Internet Banking để sử dụng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Liên Chiểu đã ra quyết định tạm giữ đối với Phan Văn Luân và Nguyễn Văn Hiếu.